Ủa chín chín con nó kìa, rồi nghe ổ nghe ổ à. Hello Thái Trinh, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Mọi người. Sáng hôm nay thì Thái với Trinh đang có mặt tại Kinh Nhất nha mọi người. Kinh Nhất này thì nó thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha. Cũng rất là lâu rồi Thái với Trinh không có vô trong Kinh Nhất đi câu á, cho nên hôm nay Thái với Trinh quỳnh đi câu coi thế nào nha mọi người. Ngoài kia là cây cầu Kinh Nhất nha mọi người, đường N2, xe đang chạy quá trời luôn. Hôm nay thì Thái đem theo mấy cây câu nè. Mấy cây này thì đem theo xe cua mọi người, có bị máng gốc thì mình thay nha. Hôm nay chủ yếu là câu nhắt thôi, cho nên Thái với Trinh câu hai cây câu ngắn này. Hai cây này thì nó khoảng 1,5 m rồi mọi người ơi. Mồi câu thì Thái với Trinh câu mồi dế nha. Đó, dế nè. Mua 20.000 câu là tới chiều luôn á. Rồi ok, bây giờ Thái với Trinh sẽ tiến hành xuống đây câu thử nha mọi người. Câu kinh nhất rồi vô kinh nhì, kinh hai, kinh ba nha. Chỗ nào có cá thì mình câu nha mọi người. Rồi ok, hy vọng là hôm nay sẽ dính thật là nhiều cá rô khủng quay cho mọi người xem nha. Ok, điểm tiếp theo nha mọi người. Điểm này là trước Thái chinh phục được một con rô khủng này, hôm nay là lại. Không biết được cá mắm hôm nay sao. Thả đài xuống mọi người, hên xui. Ơi, giận nước mọi người ơi. Ui, trời ơi. Trinh ơi. Điểm này là ngay gốc ráo mọi người. Có mấy cái hốc cây này. Kéo nè. Cái gô vậy đang xui xì lì vậy trời. Em đầu tiên luôn nha mọi người. Mình sẽ mở những cái nó lo cho sao có hái vô góc. Ok. Điểm tiếp theo nha mọi người. Điểm này chắc có hẹn nha. Trời con ếch. Thắng hàng ngon rất nhau lên tắp được mọi luôn rồi. Ok xuống rồi nè. Cục mồi mới vừa xuống tới mặt nước ếch bay lên tắp luôn. Cá chưa kịp ăn nữa. Rồi bự mồi. Mình cá gô hành kia luôn mọi người. Ôi cá gô nè. Về về mọi người ơi, cá gô đẹp. Ê, ăn rồi. Ăn rồi mọi người, kéo gì vô rồi. Chạy vô.
Ủa, nó mập nè. Kìa, một cặp luôn. Nè, xin con này lên cái nữa kìa. Một cặp luôn mọi người. Có người đuối nữa. Một cặp luôn mọi người. Kêu đẹp ghê cho mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy vượt sao không? Trời ơi, cá nhỏ. Cá nhỏ xíu. Xuống tiếp nha mọi người. Ê, ê, ăn rồi. Dính nè. Ê, rớt rồi. Nè, ngon lành. Xuống tiếp nha mọi người. Trời 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 trời, gọt quốc rồi. Trời ơi, nó gấp rồi. Ok, giờ hãy thả xuống lỗ này nha. Quẩy. Mập lù luôn. Đâu mọi người thấy không? Nó ở trong mấy cái lỗ đó đâu mọi người. Quá đẹp con cá luôn nè. Ê. Ăn. Rồi. À, dính nữa mọi người. Mập đồ luôn. Ngon lắm. Con này cũng mập nha mọi người. Hãy bỏ nó vô trong cái bọc giấy đỡ đi. Giật xuống cái kéo lúc phao liền. Lên. Rồi mới tắt camera lúc ăn liền luôn rồi. Mới giờ tắt camera là bay lên ăn luôn chứ. Trời thổi cái mà. Nằm rồi. Kéo mày dính. Mày dính mạnh cái luôn mọi người. Điểm tiếp theo nha mọi người. Lúc cây này đi, thấy nhìn cũng im quá nè. Đó, mấy con lỗ lỗ gì nè, cá nó mê lắm nha. Trường lên con mạnh đi coi. Kéo lúc nào rồi. Nè, giận nước. Giận nước là có cá đó.
Mày. Ủa mập lũ luôn mọi người ơi, nó nhào lên ăn. Rồi nó lộn lên ăn luôn mọi người. Lộn hả mày? Mập lũ nè. Thấy cô. Thấy cô nè mọi người. Càng ươm ươm. Con này cũng bự quá chứ nó nhỏ nha mọi người. Nè. Nó lộn lên nó ăn cái bập. Ok xuống lại nha mọi người. Xuống này nè. Xé nó mới gặp. Mà con nó hơi nhỏ. Lên. Con này cũng được hả chú bự mọi người ơi. Ok. Điểm tiếp theo mọi người. Điểm này nhìn thấy có vẻ lý tưởng quá mọi người, nằm dưới gốc tre. Bữa nay câu nước lớn. Nước lớn cá thì nó hay vô trong bờ đó mọi người. Ôi, ơi em. Em đổi xuống đây, em đổi xuống đây dính nè. Đi đem đổi đây ăn luôn. Cá mày dính mọi người ơi. Vì bỏ xuống gịch chạy cha. Cá trắng nha mọi người. Đem về làm chả cá ăn cũng ngon lắm á. Chính ơi, chính ơi. Ủa, cầm dinh bành kia luôn mọi người ơi. Chính ơi. Ủa, cầm dinh này mọi người. Ơi. Đem đội cho cha anh ơi. Cầm dinh bành kia luôn. Rồi, ok, xuống mọi người. Hai mới vừa dọn. Mới vừa dọn xong cái lỗ. Ê, bự 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 trời trời bỏ ăn luôn rồi. Rồi đang ngậm rồi, đang ngậm. Ngậm. Ồ, cái gô đây nó chờ sẵn mọi người ơi. Giờ mới vừa chạm nước ăn rồi. Chưa kịp giật nữa ăn luôn rồi. Ê dính nha. Cá phi nha. Cá phi. Ủa. Ủa alo. Ủa alo, câu phía sau dính cá phi nè mọi người. Phi nhỏ nha. Xuống nè. Để chắc em vô ăn quá.
tìm nữa đó mọi người. Đó. Cho cái rô. Ôi cái rô đã luôn. Vàng tươi mập lù. Để mình kéo vô một cái. Nè mọi người, đã hay chưa? Đó, không dính được. Rồi rớt nữa rồi. Ok. Mới nhắc luôn á, vừa xuống một bài tát vậy hả? Em tiếp theo nha mọi người, cái gô quá đẹp. Ê ok, xuống lỗ bên đây nè. Ê bự. Ok xuống lại nha mọi người. Xém dính rồi. Ok xuống lại nha mọi người. Mày dưới ngóc nó đi. Mày không dính đi. Mập lù. Mập lù luôn mọi người. Cái câu sông nè mọi người, cái câu đồng nè. Con tiếp theo nè. Trời ơi, phải vậy chứ. Coi nè, nãy giờ con nào cũng mập luôn á. Ok xuống mấy góc gáo này nha mọi người. Góc gáo này là dễ có hàng lắm. Dễ quá, trời gặm ghê quá em ơi. Dễ trời gặm ghê quá. Ui ngạo lên tháp luôn rồi. Em tiếp theo nha mọi người. Ngạo lên tháp dế luôn nè. Đấy, con này cũng mập chứ không nhỏ nha.
Ai đớp bao đồ mà nó liệt lắm mà kìa. Đó. Trời ơi, nó hụt lắm. Cái này dinh. Cái này dinh đớp luôn. Ok, xuống là cái lỗ này nha mọi người. Sớm này nó bị nó kéo đứt dây luôn à. Mày lên hàng mỗi cần phao luôn nha mọi người. Giờ này mưa rồi mà bị đứt dây nữa, nó máng gốc á, hay giờ cũng đứt dây luôn. Giờ chơi con nhấp thế này luôn, con nào có ai có mặt lù à. Ok, xuống lại cái lỗ này nha. Ơi, ăn luôn rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cái mồi vừa chạm nước là ăn luôn rồi mọi người. Đó. Cái câu đẹp chưa? Hello, hello mọi người nha. Hiện tại bây giờ trời mưa quá trời luôn mọi người ơi. Giờ thấy quá trình quay hành quá cho mọi người xem nha. Nay đi câu mắc mưa quá trời luôn, hiện tại giờ trời đang mưa lắc nhắc luôn nè. Hôm nay dính cá nhóc chân luôn á. Hôm nay dính luôn, hơi bị nhiều nha. Hôm nay thấy cho Trinh đi câu ở kinh nhất á mọi người. Rồi hoành về kinh nhì. Hiện tại đây là kinh nhì nè. Câu dính quá trời luôn mà giờ mưa rồi. Cho nên quay hành quá cho mọi người xem nha. Đó, bữa nay cá hơi bị xịn luôn nha mọi người. Nguyên một con cá con đã được bạn không luôn á. Mập lù luôn. Dính được mấy con bự bự không mọi người? Mấy con cá mè dinh nha. Rồi ok, hai quá trình hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Trinh nhé, like, đăng ký kênh nha mọi người.